Chào mọi người, hôm nay cửa hàng mình nghĩ lên giới thiệu mọi người ít cái quạt công nghiệp được tự chế nhá. Quạt này thực chất nó cũng là quạt bãi đấy, vì là cái motor của nó này là motor bãi, là mình đi bãi về xong là mình lấy motor này. Motor này là ở motor động cơ của máy giặt này. Motor này thì chắc là không bao giờ hỏng rồi, rất cực kỳ bền. Về thì mình chỉ chế thêm cái phần quạt này với cả phần tụ này, tụ đấy, mình thêm những con tụ này cho nó này, cánh quạt này. Đấy, thì cái quạt này xưởng mình tự làm luôn nhé, xưởng của nhà mình tự làm luôn nhé, nên là giá rất là tốt cho mọi người, giá cực kỳ đẹp. Mà cái động cơ của máy giặt thì các bác cũng biết rồi, có thể 7 đến 10 kg quần áo ướt sũng như thế mà nó vẫn còn quay tốt. Nó chỉ cái quạt này thì dùng cho các bác dùng cả đời chẳng hỏng, trừ khi cãi nhau độc thôi, chứ còn không bao giờ nó hỏng được. Thì em xin giới thiệu chi tiết cho mọi người những cái mẫu này, là cái mẫu bé nhất này, cái quạt này. Cái này thì motor nó hơi nhỏ, motor nó nhỏ. Máy đứng tiền. Đấy thì nó con này tụ nó là đi lắp tụ đi hai tụ hai. Đấy. Cái sải cánh của nó là, cánh đường kính cánh nó này. Đường kính của nó là đi xem nào, đây các bác xem này, 50 này, đường kính sải cánh nó này. Cái cánh này thì cánh này là cánh của em làm bằng sắt nhé, nên là nó rất là bền, tự chế hoàn toàn hết. Khung này khung bằng sắt luôn. Đó. Đây, cây cây số 1 này. Thì tất cả các quạt này dùng cái điện 220 hết. Điện 220 thì đến cái loại quạt số 2. Hai này cái motor này nó... em thì em nhặt ở bãi thôi, còn motor này chắc là nó phân loại theo như kiểu ký máy giặt, 4 ký, 5 ký, 7 ký, 10 ký, 13 ký. Đó. Thì quạt càng to thì cái động cơ càng phải càng là quạt số 2. Quạt số 2 này thì cái đường kính của nó là rơi vào tầm đường kính nó là rơi vào tầm đường kính này. Đó là quạt là sải 60 này. 60 này. Đấy. Rất mát. Quạt này mà tối mà ngủ thì cũng không cần điều hòa đâu, bay người luôn. Quạt số 2, quạt số 3 này, cái quạt này motor nó chắc là rơi tầm máy giặt tầm 7 kg, 7-8 kg này, rất là to này, khủng, motor khủng luôn. Cái động cơ motor máy giặt thì em thấy các bác có nhiều các bác lên cái động cơ motor mà máy bơm nước thì em nghĩ cũng khỏe thôi, nhưng mà các bác tưởng tượng máy giặt nó kéo nặng như thế vẫn kéo được, rất là bền luôn. Em dùng nhà em bán những sản xuất quạt này dùng rất là thích luôn. Thằng này tụ nó là lên đến 8 này, tụ 8 này, em gắn tụ 8 này. Đó. Cực khỏe luôn. 8 này. Đấy, cái sải cánh của thằng này nó là rơi tầm sải cánh là 70 nhá. 70 các bác nhá. Đấy, 70. Đấy, rất khỏe. Đám cưới đám treo mà chơi quạt này thì khỏi nghĩ. Quạt này quạt Việt Nam nhá. Ở Việt Nam mà động cơ toàn động cơ của Nhật ấy. Động cơ của máy giặt thì nó Nhật hết, nên cực kỳ là các bác không phải nghĩ. Rồi cái thằng quạt cuối cùng là này sải 85. Cái này cực khủng luôn, cực khủng các bác luôn. Đấy, cái nó sở hữu cái motor là cái thằng máy giặt mà hơn chục ký, hơn chục cân quần áo mà các bác mà đổ nước vào thì nó còn nặng như thế nào mà nó quay rồi cũng quay ngon. Tụ 10 nhá. Thằng này là tụ 8 này, thằng kia là tụ tụ 5 này, thằng kia là tụ 2 này. Đấy. Xem có thầy thằng là tụ 10 này, cực khỏe luôn. Các bác nào đám cưới đám treo hay là nhà có làm những khu công nghiệp đó thì mua. Bên em có rất nhiều các loại quạt nữa cơ. Thì các bác nào quan tâm đến những cái loại quạt sản phẩm của bên em thì quạt công nghiệp tự chế này, tự chế từ những cái động cơ của đấy nhá, của máy giặt hết nhá. Quạt này có thể lắp cái bộ điều khiển thêm cái số của nó vào em làm được hết. Đấy thì mình tùy theo người dùng như nào thôi. Em có rất nhiều mẫu quạt. Rồi thì các bác nào mua hàng hay liên hệ mua sỉ hay mua lẻ thì liên hệ với em qua số điện thoại 0976123320. Rồi em cảm ơn các bạn người đã quan tâm theo dõi này. Bác thấy kênh của em hữu ích thì ấn like và chia sẻ hộ em nhé. Rồi.